Hello anh em trên ban mình Tổ Quốc nha. Hôm nay shop đồng hồ Thiên Kim cũng có lên một video mới gửi đến em mình, gồm có 52 món đồng hồ nha anh em. Thì anh em mua hàng liên hệ cái số Zalo mình ha. Anh em chuyển đủ thì mình bao ship nha anh em. Còn anh em cọc thì anh em chịu ship ha. Anh em gọi điện mua hàng chưa được thì anh em cứ nhắn tin để lại nha anh em. Như mua mã máy anh em cứ nhắn tin em để lại ha. Anh em xem video và cho mình một lượt đăng ký kênh nha anh em. Cho mình xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ shop ha. Nay thì mình giảm giá rất là nhiều luôn anh em, tiếp tục giảm giá tiếp, đồng thời hàng mới Việt rất là nhiều ha. Em mua hàng anh em coi kỹ cái xay dây xay mặt nha anh em, xem kỹ mô tả ha. Rồi đầu tiên mình lên cho em mã này ha. Đầu video lên một con màu vàng đi cho nó may mắn ha. Con này mã SS nha nè. Mẫu này thì hàng cũng cổ rồi, cũng mấy chục năm rồi. Còn cái tem chưa bóc mà nó dính cứ ngắt vô đây luôn anh em, lâu quá nó dính luôn, nghe chứ không phải màu xanh nha anh em. Cái tem xanh của nó còn đó, cơ hồng công. ATQ đó. Mặt thì đẹp ha, lên có chạy nha nè. Con này lịch lịch 24 giờ ha, mình không chỉnh nhanh được, mình chỉ quay 24 giờ nó sẽ qua ngày mới thôi. Ví dụ như này là 11 giờ thì nó gần qua ngày mới anh em, nó gần nhảy qua số mới ha. Ví dụ như này mình chỉnh qua 12 giờ nó nhảy lịch nha. Đó, nhảy qua 14 ha. Vậy thôi. Muốn qua ngày mới nữa thì mình chỉnh 24 giờ đó, thì nó qua ngày mới. Cơ cót nha em, cơ cót tay ha, vàng thì con này thì cũng còn ok thôi anh em, chứ không đẹp lắm ha. Nó cũng có bị xước xét chục đỉnh ha. Giá thì có 3 xị thôi. Còn đẹp can thì giá nó 400. Nó tình trạng này thì giá nó rẻ nha, 365 ha. Dài mặt là 42, từ kiến xuống đá luôn, 12.6 nha nam, zin nguyên con, dây này còn dài ha, dây này còn dài lắm. Đó này dạng mình đeo đúng cà phê chơi thôi nha nam, chứ con này đeo thì nó rất là dễ bị vô nước nha, nó dễ bị vô nước. Đa số mấy cái cổ thì nó không chống nước tốt nha nam, có con nó không có cái độ chống nước luôn. Ba xì. Mã A, con này 300 nha nam, con này 300, con này là một con bên kim châu mà mình bán tự xử nha nam, do lịch nhanh nó chỉnh chưa được, bán tự xử thôi, bán nhận tự xử nha, chạy thì còn chạy. Con này đến mở máy cho anh em coi nha, máy nó sẽ nó hơi cứng cứng, mong đích sấy nha, hàng của CDN nha nam, thép không gỉ toàn bộ. Máy đẹp sạch đẹp đàng hoàng ha. Pin thì mình thay pin mới nè, pin này pin Panasonic. Lực nhanh nó chỉnh chưa được như nè, nó bị như bị lỗi lực. Ba xị thôi. Vỏ thép ha. Tán lực tiêu thép không gỉ, Citizen. Parawater dòng chống nước. Mặt thì kính nó có bị chày nha nè, kính nó có bị chày xước nhiều ha, dạng nhớ nhăm 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 nè, này đánh thì ra thôi, kính giác ba sĩ này. Cái vỏ thì còn khá đẹp ha. C40 lần nha nè, con là xe to, đầu là 11, độ dài nha, này xe dây 18 nè, 18 rồi, con này 4 sĩ nha nè, 4 sĩ thôi thì còn chạy á, còn chạy nhưng mà nó lịch thì chưa chỉnh được cho nên lịch thì thường thường mình rút ra nắp một mình xe, mà con này thì nó con nắp một mà sao chỉnh được, nhắn vô cũng không được luôn, lịch 24 giờ anh em, con này chắc lịch 24 giờ thôi. Cái gì cái giả quen nó cũng còn nha, rất lợi hại ha, hàng cổ mà giả quen.
hình như là mình đo cái này gòn như này 40, còn độ dày nó là khoảng 14 ly, và con này 300. Tự xử nha, tự xử du lịch. Tiếp theo con này 320 nha, con này lúc chạy lúc đứng ha, hút ra đứng vô mình test thì có chạy đây mà giờ đứng này, thì bán tự xử luôn. Con này được cái bộ dây đẹp thế nè, dây viền của nó luôn, chung con này vỏ mặt đồ đẹp, mà con gái nó khi lớn bữa về nó chạy tốt mà sao bây giờ nó đứng không hiểu luôn. Khi mà mình rút cái nấm ra mình đóng vô nó có nhúc nhích như nè, đó nó gần chạy rồi mà nó không biết sao nó chưa chạy được. Con này máy cũng sạch đẹp ha, nắp tích sấy ha, thép không gỉ toàn bộ rồi. Bán tự xử luôn, anh em về nghiên cứu thêm con này, mình nghĩ là lao dầu lại chắc chạy á, hoặc là mình nghiên cứu lại ha. Về nó có chạy mà giờ đứng rồi. Con này xe ngang thì nó 3x37 nha nè. Độ dài là 344 ha. Mặt xuống đá là 12 ly, còn con này cũng 3 xị luôn nha. Mã xe này 300. Mã D con này 520 nha nè. Con này dòng SS, dòng Seiko 5 2 chữ S nha nè, 23 chân kính nè. Tình trạng lắc hay còn chạy nha nè. Lắc còn chạy nhưng mình bán tự xử, nó có bị đứng đứng rồi. Nó có bị sừng sừng rồi. Đó. Có khi nó chạy mượt, có khi nó sừng sừng như đó nè. Máy thì cũng còn đẹp ha. Đầy đủ chi tiết hết. Đó. Máy còn này, máy gì? Em gu luôn ha, nó chỉ bị khô dầu thôi, cái này chắc khô dầu. Mexico nha nè, 23 chân kính. Đó. Này về mình lau dầu thì mình đeo thôi. Mâm đất sấy dễ chơi. Hàng cổ này mấy cái nắp này xài ngon hơn cái loại mà nắp ép. Nắp ép thì không bằng, đánh giá là không bằng được cái nắp dặn này. Đó là đứt rồi đó. Con này lực nhanh còn ok nha nè, nó bấm rồi. Lực ngày cũng chỉnh ok ha, hơi nặng. Lực thứ bấm cũng được luôn nè, bấm nó hơi nặng nặng chút xíu. Thì tình trạng nó vậy nha nè, chạy rồi đó, chắc nó bị kẹt cái gì trong này nè. Xây 30 37, dày mặt 12, 42 là chiều dài. Tình trạng thì cũng còn khá ok, kính cũng còn khá đẹp nữa nè, chưa bị sức mẻ gì nhiều, có bị chày dài vết thì đánh là nó là xong. Có như con này về phải làm lại đó. 520 xịt của năm. Tiếp theo con này 500, con này chạy ngon lành, lực nhanh cũng ok. Lực nhanh cũng ok nha nè, kim cọc đồ chuẩn ha, nó chỉ có 6 cái mặt thôi, còn nhiều đẹp hết. Đó, lực nhanh chỉnh ok hết, dòng 21 chi queo ha, vỏ cũng còn khá đẹp ha. Dây thì đẹp, dây zin bản kỷ niệm ha. Này máy móc thì đẹp hết,
có cái mặt dơ thôi anh em, mặt nó xấu. Máy đẹp ha, 21 thân kính, chạy ầm ầm luôn anh em, máy rất là trơn tru ha. Máy này xài bao bền nè, có cái mặt xấu, con này mặt đẹp thì 8 xị, mặt xấu thì bán giá như bán sát, 500 dây máy với mặt. Kính này đẹp nè, vỏ đẹp nè, đó, dây đẹp, máy nữa thì 500.000. Anh em mà có ví dụ có cái con mà cái mặt đẹp mà cái vỏ xấu đó, bị lỗi máy này kia, sang cái gần sang cái mặt cái trong thôi, cái đeo qua thôi là lụm hàng. Dây này cũng còn khá dài ha, còn xả được rất là nhiều mắt anh em đó, còn một đống lỗ luôn nè. 500 con này nha, còn chạy ok đó, lịch cũng ok luôn, xe 36, dài 42, 11 ly, 5 xị con này, giờ cái mặt. Tiếp theo con mã F này, con này thì đồng hồ bình thường nha nè, mới đẹp. Còn mấy gan thôi, kính thì chưa xước luôn, dòng hai lịch thế nè, máy tinh, dây chưa chạy xước luôn, máy từ trong ra ngoài luôn ha. Con này 350 nha nè, con này giá mới của nó hiện tại thì cũng còn đang bán nè, thị trường đang bán 1.000.000 một con ha, dây còn trên 17 năm nha nè, con này 18 theo dừa, rất là bền, dòng này rất là bền nha nè, 350 thôi. Xe 37.6 nha, mình đo thì nói chung ngay hai cái điểm này nó hẹp, đo đúng ngay chỗ này cỡ 38, 350 con này rất là xứng đáng dòng tiền nha nè, 350 anh em nói chung không mua được gì ngon, chỉ mua là mấy con đồng hồ cỏ cỏ này cái dạng mà qua sử dụng rồi mới có hàng đẹp gì thôi, chứ mua mới thì thua, mua mới 350 không mua được gì đâu. Mã G, con này con hàng của Citizen, tình trạng cũng còn khá ok nè, mặt nó vậy thôi, lịch ngày lịch thứ, giá mềm, đeo xem giờ, mặt kiểu gấu trúc. $220,000 thôi. Xe 36.6, 42 năm, 9 ly 4 thôi, 220. Này cũng còn sale đó, hàng này dạng hàng còn để lâu quá, hơi cũ, nó không còn bóng bẩy nữa thôi, chứ nó chưa chạy xước gì nhiều. Con này sale 270 nè, hàng chính hãng của Tàu luôn, chính hãng của Trung Quốc nha, không có nhái, xăng khai 19 chu quan, 19 chân kính, 270k. Dòng này cơ lên dây nha, cơ có tay, chạy nha nè. Nắp ren dặn máy nè, sạch đẹp, cơ có rồi. Con chính hãng của Trung Quốc này có giá 270 nha nè, 270 thôi. Con này vàng nhà, nó nói chung là nó còn đẹp lắm, không có bị mòn miếng nào hết. Xe 31 ha, phong tăng vuông, dài thì nó 39, dày 10.3, con này 270 đeo chơi nè. Anh em xem video cho mình một lượt đăng ký kênh nha nè. Con này sale sập sàn luôn, 250 nè, ly gin ha. Dòng này cũng có cốt ha, máy thụy sĩ, nói chung còn mới đẹp. Dây nè, còn ok lắm, máy tinh, từ trong ra ngoài hết, hàng cỡ cổ nha nè. Con này lắp ráp ở Hồng Kông, thường được gọi là cơ Hồng Kông đó nè, cơ Hồng Kông một chân kính,
dòng này có lịch nhưng mà vẫn sai 24 giờ mới nhảy cho nên nó giống như cái con màu vàng nãy đi chát không. Size 35 ngang ha, dài là 41, dày là 11, dây thì dài nha nè. Giá có 200 gửi thôi nè, xe bỏ luôn đó, chạy dài ha, đeo cũng ok thôi. Nói chung mấy con này chạy không có dừng, con này chạy tốt, giá rẻ nhưng mà còn chạy ok lắm, chính thì chưa chạy luôn. Tiếp theo mình lên con này, con này cũng sale sọc sàn luôn, mấy con này nữ khó bán quá, thằng nữ ít được quan tâm hơn đó. Dây đúc đặc ha, tài nữ cỡ khoảng 15 năm nè, 15 năm QK chạy chuẩn nha, hàng của Citizen nha, lắp ráp ở Thái Lan nha. Mấy con này thường là kính sapphire nè, nó không chạy xước gì đâu. Xe 26.3 càng là 33, dày là 77 ha, 220k thôi. Mua gì cho con mình đeo đi học đồ rất là ok nè, nó bền lắm, thép nguyên con bằng thép. Mã N này 270, caso còn nguyên siêu, dây phá zin chưa sử dụng ha. Này có cái hộp thải vô nữa thì hàng hộp nha, giống vậy luôn, chung mà độ mới cao. 270 con này, con này giá hình như giá của nó giá mới trong hộp ra hình như cũng 800-900 ngàn nè, còn đang bán trên thị trường 36, thì mình mua một con mới tinh như vậy thì nó có rất là rẻ rồi nè, 43 ha, 90 có 270k thôi. Bộ dây này bóc ra cũng bán hơn phần nửa giá tiền rồi nè, mình thay cục pin mới nữa đó. Chung cái này đeo đi học đi làm được ok hết nha, rất là lịch sự. Con này cũng sale luôn, 270, một con mặt khảm chai Chitan Mod ba kim một lịch thôi, đời mây vàng, con rất là đẹp nha. Nói chung chưa mòn miếng nào nữa nè, này dính bụi thôi, đẹp lắm. Mấy cái mắt này mình tháo được hết vậy nè, chốt này chốt trẻ thôi, lấy cây đóng nó văng ra thôi. Mình có thay tại nhà thì mình chỉ anh em cách làm ha. Đó. Mình lấy cái gây gì cứng cứng nè, mình đóng mũi tên nó chiều này ha, thì mình đóng nó bên đây qua, mình đóng cho nó lú chừng khoảng 5 ly, lấy kìm rút ra được. Rồi mình bỏ mắt nào mình bỏ ra đó. Rồi mình gáp lại, mình lấy cái chốt mình đút vô lại đó, thì mình đút vô từ đầu bên đây đút lại ha đó. Thì cái đầu nó bự hơn đầu bên đây đó, nó vậy thôi, rất là dễ làm. Còn ra tiệm thì tốn tiền nhưng mà không có nhiều tiền như nè, nói chung muốn xử lý tại nhà cũng được thôi, nó dễ lắm. 33 ngang ha, 72, 67. Con này thì tay nhỏ nhỏ đeo đẹp lắm, mặt khảm chai đẹp lắm, 270 nó còn mới. Tiếp theo lên một con năng lượng của nữ nha em, một con năng lượng của nữ Lanel vàng còn đẹp, mấy cái mắt nó có đều mi vàng nè, còn nguyên hết đó. Dây đúc đặc Lanel của Citizen nha nè, thép không gỉ toàn bộ ha, nói chung mình cũng có xuất sắc rồi mà giá nó mềm nè, chạy rất là chính xác ha. Dòng này dòng solar test thôi, không có radio còn cho gì hết, chỉnh như đồng hồ bình thường ha, rút núm ra chỉnh giờ thôi. Dây thì cũng còn tay 16, nữ chắc đeo vừa hết, 25, giá rất là mềm nè, 30, giá này như mình bán cục pin thôi, 6.9 cục pin năng lượng của nó, 180, pin khỏe chạy chữ,
Tiếp theo mình có mã L này, cũng sale luôn. Con này bữa bán 500, nay sale 400 nha nè. Con Edos của Thụy Sĩ ha. Cơ cót nha nè, máy đẹp. Thường mấy dòng này nó bay dần trắng nha nè, rất là đẹp đó, 94. Mới đẹp. Edos. Mặt nó làm chấm giữa màu đen nha nè, màu đậm chứ. Thì nó sẽ sáng dần ra hai bên ha, chứ không phải bị lỗi nha nè, nó vậy đó. Edos này nó được ship trên thằng Gado nha nè, ship trên Gado ha. Của nữ nha. Dây nhờ rồi còn đầy đủ không? Edos nha. Zin hết. 4 xị. Tiếp theo con này con đồng hồ pin nha, con này thì đồng hồ chạy pin đó. Nhìn cái kim nó nhất thì biết rồi. Chạy rất là chính xác ha. Con này của Seiko, nó cũng còn dây nhờ đầy đủ không? Chạy đẹp nha nè. Seiko con này được mã nha, đắt mã bạch kim, sản xuất tại Nhật luôn ha. Mặt đẹp nha, chưa chạy xước gì đâu. Con này xe nhỏ ha, ngang nó có 17 mấy thôi, nhưng mà rất là xinh nha. Con này nữ lên tay đeo rất là dễ thương luôn. Hàng có thương hiệu nha, 300. Mấy con đó cho anh em mua mới rất là đắt nè. Một con hàng Famuller Senewer như nè, nó hàng pin nha, chạy pin ha. Dòng này dòng nó nhái thôi, nó nhái thương hiệu lớn thôi, chạy máy Nhật như nè, bắt bốn ốc ha, chạy máy Miyota của Nhật ha nè, thép không gỉ toàn bộ nha. Con này đeo rất là chất lượng ha, chạy chuẩn ha, hàng nhái thôi, hàng nhái nhưng mà vỏ thép đó. Vỏ thép máy Nhật thì xài rất là ok. Hai kim như nè, đây cũng rất là đẹp ha. Này nữ nam gì đeo cũng được hết. Nam thì tay nhỏ, nữ thì đeo phù hợp hơn. Mấy con này mấy chữ nữ tay đó lớn lớn đeo cũng rất là đẹp ha. Thương hiệu lớn. Dây nó còn khoảng tay 17.5 thôi nè. Mấy cái này thì mấy anh nào tay nhỏ mới đeo được ha. Mà mấy chị nữ thì đeo phù hợp hơn. Dây đúc đặc luôn nào vàng ha. Rất là xịn cái bộ vỏ này. Giá 3 xị như nè, phần Muller xe ngang 31, dài là 40, gần 44 ha. Mặt dày là mà cái thành này 83 ha. Kính này có loại ha, kính này còn đẹp. Nói chung là lên tay cũng rất là ok ha nè, nhìn cũng sang. Một con DKN này, dòng này rất là nổi tiếng nè, thương hiệu này nó sản xuất giày dép, dây tập, túi sách, nói chung là mấy phụ kiện cũng có tiếng trên thị trường ha. Dây da ở trên là lớp giải dù, mặt này có đèn ha, bấm nút này đó. Cái đồng hồ này có kết nối áp được nha nè, cái máy trong bự lắm, vỏ thép không gỉ ha, chống nước 50 mm, chạy chuẩn nha nè. Nó thì đồng hồ cái dạng này hình như thông minh hay sao, nó có kết nối với áp mà mình không biết cách làm á, mình chỉ chỉnh giờ được thôi. Thì chỉnh giờ anh em rút cái cốt ra chỉnh bình thường thôi, không có gì. Xài hai kim thôi, ngồi kiểu nó đẹp lắm, vỏ thép mình đeo gì thôi được rồi. Mình để gì mình đeo hoài luôn, hết pin thì thay pin thôi, nó chạy pin lớn bên 2016. Xe to đeo đẹp lắm. Bằng áo jean, áo dù đồ xài mấy con này nó rất là hợp. 39 thì là 40 nè, 396 rồi. Xe cũng to. 48 thôi. Dày 13.5, kiểu dáng thì kiểu gì rất là đẹp đó. Chung cái này mới đắt tiền lắm đó, mà do nó cũ, hàng cũ thì nó còn gì thôi nè. Mình nghĩ là chưa được 1/10 giá mới đâu. Chỗ này mới nó phải hơn 5 triệu. Tiếp theo con Renoro này 3 xị nha nè. Vỏ còn đẹp ha, nhìn mắt thường thì mình thấy, quay rất là chi tiết nha, không có chỉnh làm đẹp đâu. Kính này có lông mèo, đó, quay có anh đèn nữa em thấy ha, nhưng mà rất là nhỏ thôi. Năng lượng nha, năng lượng pin khỏe ha. Dây tốt đàng hoàng. Ba xị con này. Ba kim một lịch, rất là phổ thông cái đồng hồ ha.
cơ bản thôi. Xe 32 được cái nó còn mới đẹp, 40 mặt dày có 7 ly rưỡi thôi. Dòng này anh em mình đeo rất là bền. Pin năng lượng thì mình đeo rất là lâu thôi nè, mình đeo có thể là mình đeo 3-4 năm nữa là bình thường được, tại nó hấp thụ ánh sáng nha. Solar test của Citizen ha. Thông số nè, thép không gỉ mạ vàng nha, nó vỏ thép mạ vàng được lắp ghép ở chung ha, máy Nhật GN0S của Citizen nha. Lenovo. Tiếp theo mình lên mã 1, mình có một con Rado. Con Rado form dáng vuông như nè, nó là hàng automatic ha, có trợ cót, có chỉnh lịch nhanh được như nè, rút ra nhẹ thôi, đó, lịch nhanh chỉnh bình thường thôi nè, vừa auto vừa có cót, bắt bốn ngóc, nó có hai bàn cá ngựa gì dưới này nè, kính thì có xước có mẻ đèn miếng, đó, có xước lông mèo dài vết thôi, mặt nó nè, đó, mặt nó có bụi bụi chỏng thôi nè, có dơ dơ bụi, bụi trong mặt á, mà nhìn chung thì tổng quan nó còn được lắm nè, 1,1 triệu, con này thì sỉ, máy vàng. Máy nó thì mình có chụp hình lại nè, tại vì bắt ốc thì cũng không có tiện mở ra cái hết clip luôn. Máy vàng đẹp, máy dòng này mình xài rất là bền nha, nói chung mấy con thị sĩ mà giá này nó cũng ngang đồng hồ Nhật, mà giá mới của nó thì cao hơn rất là nhiều nha. Đây mình kiếm cái máy nó mình có mở ra, cái này là cái máy của con Edot nè, cái này là cái máy của con này nè, máy của con này nha, máy switch 17 chân kính, máy đẹp đàng hoàng. Để coi cái máy của con này, bữa hôm mình có chụp lại nó vậy rất đẹp nè, nó vàng quét đây, máy của nó mình tháo gờ ra được nha, đó. Máy 17 dây wheel ha, switch 505 Gado, máy 5 tầng. Có chạy đó nè, nó mới nhất gần 62 giờ, nó không chạy chuẩn lắm, mình có canh rồi nha. Dòng này mua về sử dụng là khỏi lau dầu ha, 32.4 là ngang, 33 là dài, nó có hình vuông nè, 9 ly đúng, cái lớp kính nó rất là dày nè, rồi có lực nhanh, đó. Chạy rất là ok luôn. Trong hôm này đeo thì nó cũng hay nè. Thị sĩ. Tiếp theo mình có mã số 2, con này cũng thị sĩ nè, con này 1,3 triệu thôi, một con Phanto Fanet ha. Switch mét nha, switch mét. Kính thì góc này đó, nó có cũng như nó bị cắn nè, bị cắn vô nó bầm bầm cái kính này miếng, nhưng mà nó không có bị gì hết nè. Chạy thì ok, chạy chuẩn giờ. So với con đồng hồ pin thì nó chạy rất là đúng rồi nè. Mình lấy hơn đồng hồ pin này lên. Mà từ chiều giờ nó chạy cũng rất là chính xác nè, từ hồi giúp hình như là 1 giờ tới giờ mình chỉnh đó. Chạy chưa sai. Con này thì lịch nhanh của nó chỉnh ok cho nè, rút cái nắp 1 ha, chỉnh rất là ok luôn đó. Vỏ là vỏ vàng mà vàng nữa nè, cái góc càng nó có bị chạy miếng đó. Chạy đây xíu là còn lại là đẹp hết cái vỏ này, máy lộ ha. Con này nó có ghi đóng là switch mét 25 dây queo nè, nhưng mà cái búa của nó anh em nhìn nó in cái văn mà cái văn xước văn cargo nên mình nhìn không thấy ha. Cái này mình chụp siêu macro thì mình thấy rõ rồi nè, nó in rất là chi tiết luôn đó. Máy này chung với máy của Swatch đó nè, máy 25 dây thì nó có ghi trên cái đóng sau lưng cái mặt kính này là 18kgb nè, tức là mạ vàng bronze plated ha, 18kgb Phanto Fanet thôi nè. Swatch Whip có nghĩa là đồng hồ thị như nè, thì cũng còn khá đẹp đó. Con này chạy ok như nè, có trợ cót, có auto, 25 dây queo nha, nó có in trên bánh đà đó, giờ cái in trên cái cargo đó nhìn không rõ. Con này xây cũng không bự nè, 34.4 hơn gần 35, mà dài thì nó dài hơn như nè, 42 giờ chiều dài, từ kính xuống đá là 11.8. Con cơ lộ này có giá là 1,3 nè, chay mình thay dây da bò xịn này. Về xài thôi, nó chung vàng còn đẹp ha, nó chỉ bày chạy ngay đèn miếng này, ổn chỗ này thôi, nó giá thì cũng ngang đồng hồ Nhật. Con thị sĩ nha, vỏ mạ vàng 18k ha, gold ballet.
kim vẫn còn dạ quang nè, cổ mà về còn rất là ok. Tiếp theo là con một con đồng hồ của Nhật ha, con này con Seiko 5 Arctos như nè, nó mặt đẹp, kính đẹp ha, vỏ cũng đẹp luôn, nói chung là còn rất là sạch đẹp, bóng bẫy ha, 21 chân kính. Lát nhẹ chạy thôi, nói chung là đồng hồ này bao chạy nha, mấy con này chạy tốt, chạy chỉnh thế nè, nó gần qua ngày mới. Máy thì máy đẹp, để mở máy anh em coi ha. Máy nó gì cũng còn khá ok nè, nói chung là 10 điểm thì cũng không phải 10 điểm nhưng mà cũng không tệ ha, nó còn sạch đẹp, chạy ok thôi. Đó, rất là trơn, lắc qua lắc lại nó vẫn đung đưa rất là bình thường như này. Đó. Máy chuẩn hãng ha. Nó sẽ Seiko in đây nè. Sao băng in đây ha. Đó. Dòng 21 với queo nha. Máy 701819A ha. Vỏ thép không gỉ toàn bộ. Mở cái con này nó hơi bị lâu như này, đóng rồi nó lâu quá. Đó. Con này xây cũng khá ha, nó không nhỏ không. Xây 37 là cũng ok đó, 37.5.4 ha. Dài là 242.7. Dây là 11 ly. Dây thì mình thay dây mới nè, về chỉ có lên tay sử dụng thôi. Đó. Rất là bóng bẩy và đẹp. 6 xị. Tiếp theo là một con đồng hồ thương hiệu Thụy Sĩ với em Aureli, dòng Auto Classic. Máy của nó nè, nó bộ máy này. Máy này chạy rất là ok nè, thường là nó con này nó xài chung với cái bộ máy này được lắp rất là nhiều trên con đồng hồ cũng có thương hiệu nè. Ví dụ như mấy con mà của Italy cũng thường lắp bộ máy này. Aureli nó lắp bộ máy này. Chạy chuẩn, chạy tốt ha. Đó. Chạy từ hồi lúc sáng tới bây giờ là mình con này chỉnh hồi sáng tới giờ vẫn còn rất là chuẩn hết nè. Anh em cứ an tâm mình sử dụng nha. Nói chung thì mình cũng canh giờ nè. Nói chung này có sai lỗi gì mình cũng báo ha. Con này vỏ thép nha, tất cả là thép không gỉ ha. A thấy chữ A nè, là tất cả ha. Stainless steel thép không gỉ. Nó chống nước 50 ATM nha, 50 mm. Dây da bò nha, dây da bò thay dây da bò, đầu dây 20 ha. Con này còn rất là ok nha, có trợ cót. Hàng lộ máy ha, lộ trước, lộ sau. Nói chung thì cũng còn khá đẹp nha. Kính thì có xước nè, có xước lông mèo 1-2 vết không tránh khỏi ha. Xe 38 nha, 37.8. Càng của nó là 44. Mặt dày 12.4 thì gần 38 thì nó tính 38 mà đeo rất là ok luôn, nó phần càng nhìn cũng rất là đẹp anh nè. Mẫu này 1.3 triệu ha, thương hiệu Thụy Sĩ nha, thì bộ máy nó anh em xài tốt. Bữa mình có bán một con đồng hồ vàng mát máy đó nè, xài ok. Một con TMS automatic nè, giá thì sale sập sàn luôn, 450 thôi. Ba xe metal pencil nha, pencil tức là cái phần này được mạ nè, vỏ hợp kim thôi chứ không có vỏ inox. Automatic stainless steel block, nắp này bằng thép, có cái nắp này bằng thép thôi, còn toàn bộ bằng hợp kim, nó mạ lên mạ thì nước mạ cũng còn tốt. Mặt nó nè, nó mặt bạc chính giữa, hai bên nó xanh. Con này thì con auto mà có trợ cót nha, nó có tay luôn, rất là hay ha. Máy của nó thì máy chỉnh của TMS nè. Máy chỉnh của TMS mà đề cổ mà nè. Cái vỏ này nó được
gia công ở Brithành này nè, Brithành là nước Anh, nước Anh ha, Timex được gia công ở nước Anh ha, rất là độc. Nó chạy gì thôi, nó không có lắc cái bánh đà nó nhiều, kìm nó vẫn trôi ngược đàng hoàng thế nè, chạy chẩn lắm đó. Mình có canh giờ rồi, thế vậy chứ chạy ok. Giá siêu tầm thôi, 450, giá này rất là ok nha, 37.4, 39.3, 11.7 ha. Nắp nó bóp một cái chát vô nè, nó rất là sát. Tiếp theo là một con đồng hồ Oren mã số 7. Con này bao chạy và bao chỉnh nha nè, nó chạy rất là chính xác. Mặt đẹp nha, kính đẹp ha, vỏ cũng còn khá ok nha, sạch đẹp, không bị cắn móp gì nhiều, cái này có cắn miếng thôi. Nói chung là lên tay vẫn rất là đẹp, dạ quen vẫn còn. Dòng Oren này trâu bò lắm, nó bền lắm. Dòng 3A ha, 21 chân kính, lịch nhanh ok nè, nút này chỉnh lịch thứ hay bấm vô buông ra ha, bấm vô buông ra thì nó một lịch tiếng Nhật chứ một lịch tiếng Anh, lịch ngày thì mình rút ra nắp ngọt đó, mình dặn dặn xuống hay mình rút chưa được nè, rút nó bị chợt rồi. Đó, dặn xuống thì nó nhảy lịch thôi. Nói chung con này còn full chức năng. Máy móc thì sạch đẹp nha. Đó, máy Oren thì nó gì thôi, nó không có làm bóng nữa nè, nó làm dạng sần. Nó làm dạng sần sần. 21 chân kính nha, sa băng đóng ở đây nha. Oren, máy chuẩn nha. Toàn bộ là thép. Cái dòng này thì nó cũng nó giá cũng mềm nè, mấy con này bán thì nó khó ra gì đâu, nó tốt không phải nó dở nè. Mấy con này mình đánh giá nó chạy rất là ok luôn, chuẩn lắm. Thường dòng Oren nó cũ chứ chạy ít có sai giờ luôn. Về 10 con như 9 con là chạy chuẩn hết, không có cần đụng chạm gì tới. 36.5 ha, 4 dài là 42, 11.3 thì con này có 850 thôi nè, sai gần 30 37, đem vẫn rất là ok ha, mặt vàng đẹp. Tiếp theo mã số 9, cái con này có giá là 800. Con này là một con cơ một chân kính đó, máy thụy sĩ, mặt xanh navy nè, mặt xanh cọc vàng một lực, lên gót thì chạy nè, vỏ đẹp ha, còn siêu. Nói chung con này nguyên cây còn mới, ok hết nha. Xây 35.6, dài càng là 40, mặt dây là 13 ly, rồi xin nguyên cây gì sale 320 nè, rất là rẻ rồi. Tiếp theo mình có con này đây chắc quýt nhất ở trong cái clip này quá, cao tiền nhất trong clip này luôn rồi. Con này xây ngang của nó là 38 đúng rồi nè, xây 38. Mặt dày từ kính xuống đáy luôn, 11.6. Hàng này hàng Polyfly là thương hiệu cũng nổi tiếng, máy lộ chạy chuẩn nha em, chạy chuẩn lắm. Nó thì vỏ nó bằng đá ceramic, ốp ceramic, chưa miếng chạy nha nè, kính cũng chưa chạy ha, rất là ok luôn. Đó, dây nè, hàng này hàng lộ nè, máy này máy đời mới nè, máy đời mới, bộ máy của nó là máy hình như là máy máy 21 chân kính nha nè, máy Miyota 21G. Cái bánh này lắc nó quay như trong trống luôn nè, đã lắm. Nhiều máy nó có cái tên
8N24 nha nè. Máy 8N24. 8N24 chứ không phải là máy 82. Ceramic. Thép không gỉ ceramic chống nước 5 ATM nha. Đó. Anh em thấy cái dàn của nó không? Còn rất là mới nha nè. Còn mới đẹp. Dây tai em này thì nó sẽ rơi vào khoảng mình lại thử nha. Nó có không dài hung như nè. Bảy năm vẫn đeo rồi. Ok như nè, 17 năm đủ về thôi. 18 hay chặt nha, 18 này không vừa đâu, 18 nó hơi chặt. Con này có giá là 1.650.000 như nè, lộ nha. Máy 8N24 thôi, máy Miyota rất là ok luôn, lộ kim cọc thì chắc có dạ quen đó nè. Kim này có dạ quen, hai kim nó đang trùng nhau á, trùng nhau nên mình coi được cái kim một cái kim rồi. Tiếp theo là con này bữa nay mình bán 1.000.000 đúng, 1.000.000 đúng. Con này mặt nó đẹp lắm, đó. Mặt nó anh em nhìn thấy không? Rất là trong trẻo, chưa có chảy xước hoặc là cũ gì hết. Dòng này chạy chuẩn thế nào, Citizen Hammer 21 UL ha, 21 UL. Vàng thì vàng còn đẹp thế nào, mặt trên thì còn đẹp lắm, mặt dưới thì nó chỉ mòn đây thôi, ngay cái chỗ kệ nè, kệ lâu ngày nó bị mòn, ngay chỗ kệ thôi, dưới bên này chút xíu này, dưới mấy cái đầu càng. Bản này bọc vàng 20 micron nữa nè, gold plated, stainless steel, 1.000.000 đúng, Citizen Hammer. Size 34 nè, size 34.5, chuẩn cổ, dài là 41, dài là 93, con này 1.000.000 nè, mặt đẹp, có mòn đỉnh nè. Anh em xem kênh cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Tiếp theo mình có con Citizen này, dòng Delta ha nè, 17 chân kính, còn lên có thể chạy liền, còn rất là đẹp luôn, mặt trắng tinh, nó kính cũng còn đẹp ha. Dây thì dây vàng, vàng trong vàng ngoài ha nè, có đính đá dán được ha. Bản này cũng được mã vàng ha nè, nó CGB ha nè, gold plated bên hông à. Nói chung thì vàng còn full hết, không có bị chạy chóc gì nhiều đâu. Dưới đây là BGB luôn nè, cũng bọc vàng, phá này có mòn à, có chóc vàng phá này ha. Rồi mã này 4 xị như nè, rất là nhiều vàng trên con đồng hồ này, chạy tốt nha, con này lên có thì chạy tay. Máy 17 gì ha, có lịch, chưa đâu cái xe nữa. Con này ngang là 17.6 nha, dài là 30.4 ha, dày là tính đi gửi 4 xị thôi. Tiếp theo con này mình cũng giảm luôn, còn 550, xe to, có lên dầu trung tâm ha. Con này chạy cũng rất là chính xác luôn, kim kiếm, kim đẹp, cọc số, vỏ inox, máy đẹp nha, con này máy đẹp. Vỏ nóc thì đeo rất là ok nè, nó nhìn chung thì nó cũng rất là bền. Máy nè, 17 chân kính, Citizen Hornet. Này chạy thiên thu, em xài đừng để cho vô nước là được, nó vô nước thì phải đi lâu vòng, 550, đồ cổ mà xây to lắm, mà xây 37 không, 44 thôi, 43.8, từ ký xuống đáy luôn 11.5. Dây mình thay dây mới, dây là mình thay dây tốt nữa nè, dây da bò đàng hoàng ha.
cho nên em có sự trải nghiệm tốt. Đó. Dây xịn đàng hoàng, dây này còn tốt hơn được dây hởm nữa, 550 con này thôi, bộ dây không 100.000 à. Tiếp theo mình có con tăng này, con này thì Kansai Yamamoto nè, nó chạy máy của Citizen nè, dòng Solartet, dòng năng lượng ha. Dạ quang cực kỳ sáng luôn nè, nó rất là sáng, nó chạy kim trúng nè, dòng 6 kim 3 cốt 1 lịch nằm đây. Bấm lúc này thì Chronograph bắt đầu chạy nè, nó kim đỏ là kim Chronograph ha. Bấm nó dừng, bấm lúc này thì nó trả về, nó lụm ha. Tình trạng thì giỏi nóc ha. Kansai Yamamoto Citizen Watchco đàng hoàng ha, solar thép. Đó, thép không gỉ toàn bộ như này, tên lịch tiêu. Bản này lắp ở chung, rất là thích luôn, mấy con solar giỏi thích lắm. Dây cũng dây da bò xịn đàng hoàng. Giá 550 như này, rất là xứng đáng với nó ha. 30.5 43 99 đeo nè, nó form đẹp, form tăng. Tiếp theo con này cũng sale mạnh luôn đó, 520k một con bao summit mặt đen đó. Kính thì có xước nè, bị cà giờ không có cộm nó bị cà, đánh nhẹ là bay thôi. Anh em là có gần chỗ đánh kính đánh chừng 20.000, nó đưa vô khỏi cần tháo ra luôn, đưa vô chét miếng bột vô, đưa cái e vô cái xong là bóng lửa liền. Gió nè, tại nó chạy không phải chạy chạy sâu, nó chạy dạng lông mèo, thông số nó ở đây nè, nó thép không gỉ toàn bộ ha, tên lịch tiêu ha. Bản này made in sa băng đàng hoàng nè, được sản xuất tại Nhật ha, GN4S lắp máy Citizen ha, nó made in sa băng, dây đúc đặc nha, dây dài bao summit xe to. Thì con này nó rơi vào tầm là 39 lần nè, 39 lần, 39 hơn luôn, 44 từ kính xuống đá là 11 ly 2. Con này đeo cũng rất là bền bỉ nha, chung là thép, nguyên con thép. Dây con này dài nha nè, dây con này 18 mình có thể đeo vừa, 18 hơn luôn. Đó, mặt đen ha, một lịch. Rồi, mã này có giá là 520. Tiếp theo con này, con này 15 nữa nè, 500. Con này thì chạy máy thụy sĩ ha, Kansai Yamamoto, nó cũng 6 kim 3 cốt 1 lịch hết nè. Nó mặt của nó là mặt hai lòng ha, lòng trong hay lòng sổ xuôi, ở ngoài thì làm dạng đen, đen cắt sẵn ha. Kim gọc quạch. Con này vẫn có dạ quang cho anh em mình ha, nó ba kim, kim dây, kim phút, kim giờ. Cũng lúc này cho nó gấp bắt đầu nó chạy như nè, kim chính hay kim rúng này, bấm nó dừng, đá lúc này trả về hết nè, giỏ thép, chạy máy ISA, ETA của thụy sĩ như nè, máy 4 chân kính ha, 100m nước, Kansai Yamamoto, thép không gỉ nha, dây da bò, lên tay đeo thôi, máy thụy. Giá thì bình dân nè, 5 sĩ thôi, 6 kim, xe 37.5 nha nè. Con này nếu mà không đo đúng nha, đo chỗ này nó nói chung là nó ra 38 mới chuẩn, 345.3, mặt dày thì gần 12 ly nha, con này 5 sĩ. Tiếp theo một con mã 16, con này 450 luôn, con này sale rất là kỳ mạnh luôn, mới chát, con này mới cao hơn con nãy luôn, máy Nhật còn sale chưa bóc, thương hiệu của Ý như nè, tất cả thép không gỉ, chống nước 100m, còn cái sale chưa bóc, anh em về thích thì lột, không thích thì để. Đó, lắp ráp ở chung, dây da bò xịn, phá zin còn, nói chung con này về là đeo thôi, khỏi làm gì hết. Dạ quang vẫn còn, nút này nút Chronograph như nè, bấm vô thì bắt đầu Chronograph này nó chạy nha, đo thời gian, cái này chạy một vòng thì cái này nhích một nhích đó,
Game này game 24 giờ nè, nó chỉ giờ lúc này là gần 12 giờ rồi đó. Đó, còn 2 tiếng nữa 12 giờ rất là chính xác ha. Bấm lúc này là nó dừng cái này. Nó mình đá cái trả về rồi chuẩn nha. Chung con này nó mới căng, về đeo không có làm gì thêm. Pin thì cũng thay pin mới rồi. Xe 41.5. Càng thì nó có 47.4 thôi. 11 đi 2. Rất là ok luôn nha nè. Đeo đẹp ha. Vỏ thép không gỉ. Xe to mà có 450 nè. Hàng 6 kim nữa. Mới tin như là hàng bọc hộp thôi, không có gì ha. Tiếp theo mã 17 là con này mình cũng sale luôn nè, 380 anh em mua được con này rất là hay rồi. Dây vỏ thép foam Rolex. Nói chung nó hàng thương hiệu có nha nè. Citizen. Dòng CV này đeo nó bền lắm, máy vàng. Đồ mi chưa mòn ha, xin hết. Lên tay thì sang lắm. Mặt nó không bự hung nhưng mà lên tay đẹp. Cái niềng nó bị nhâm như nè, nhưng mà lớp vàng này rất là dày. Anh em đeo bao anh em một năm nó chưa chắc, thậm chí 2 năm luôn. Nên em đừng sợ về nó chốc vàng này nè, vàng rất là tốt luôn. Xe 36.000 nè, đầm 7.5 mà 55.5 mà 41 là chiều dài ha. Mặt dày là 9 ly. Con này dây còn tăng được một lỗ nữa nè. Nếu anh em mình tay bự ha. Con này thì nói chung mình đeo rất là sang và đẹp. 17.5 thì đang vừa nè. Đeo hay lắm nha. Mấy cái mã này gì chứ đeo đẹp. Nó nhìn nó đơn giản nhưng mà nó tinh tế lắm. Hai lịch luôn. Dạ quang vẫn còn sáng. Nhớ là ok ha. 380. Tiếp theo mình có cái mẫu này, con quơ sạc này Avado quơ sạc nha. Con này nó bị si ba chao rồi nè, sao nó đứng rồi. Con này để mình xử lý lại đi nè. Hàng này hàng máy thị sĩ. Máy thị sĩ này coi vậy chứ nó không bền, mới nhật anh em. Cái loại máy mà máy ETA này, máy nhỏ nó bị đứng máy. Con này để xử lý lại đi, con này chút thể mình bán sát luôn, bị đứng máy. Nãy dân thấy dân còn nhất nhất sao giờ kỹ. Dòng này máy V8 à. Con này mới thôi rồi luôn nè, có 500.000 rất là xứng đáng giá tiền bỏ ra ha. Rất là mới đẹp đó, Swiss Made V8 đàng hoàng ha. Xài bên 9937 nè, bộ 397 là bên 726 nè, bên 726 mình thay bên mới rồi. Con này mới keng thôi khỏi nói nè, đá zin còn luôn. Mặt đẹp. Dây dài. Hàng thị sĩ mà giá bình dân nha, nó giờ bằng đồng hồ Nhật rồi. Này mới cũng tiền triệu, vài triệu nè, 5-6 triệu cũng con chứ đâu hết. Mấy con này nó dày, hiện tại 17 năm thì còn ok nè. Mặt thì nó cũng 37 thôi, nó không bự hung. 37 thì anh em đeo cũng được. Đa số này mình tay nhỏ thôi chứ tay bự ít. Tay tầm 16-16 năm thì chiếm hết 70%, có thể là hơn. Năm sĩ con này 37 ha, 43, 12 ly 2. Rồi anh em ưng thì anh em mua, anh em gửi qua Zalo ha. Rồi cách tốt nhất thì mình mua hàng chị nó nhanh nha. Mã 20 lên cho anh em con này. Con này hàng mới về, hàng này đẹp. Aramid. Aramid đi vào 200m nè, kính đẹp. Này này xay được nè, xay được mà hơi gích, tại lâu ngày lâu có xay quá. Lâu có xay quá nó hơi gích, xay vẫn được ha. Vỏ nó đề mi dưới đây nè, đề mi dưới đây. Đề mi dày nó lâu bị chóc nè, tại nó được bảo vệ trên cái niềng này với cái thằng này. Rất là khó trúng vô cái vàng này nè, đeo rất là bền, bền màu ha.
cũng còn khá đẹp nè, dòng chống nước cao. Đây là làm ở môi trường mà ẩm ướt thì lựa chọn mấy con này mà đeo rất là bền. Sáng thì khỏi nấu ra, nấm thì nấm cổ chai là chắc cuối nè, nó nấm vàng ươm ha, rất là ngầu cái đồng hồ này. Thép không bị toàn bộ nè, driver 200m ha, dây da bò. Nấm thì mình dặn cái gang này nè, dặn cái gang này ra mình chỉnh ha. Còn mình không chỉnh thôi, mình cứ dặn gang lại nha, đó, đeo rất là ok luôn, ngầu đẹp. Con này xây nó cũng không có nhỏ nữa, xây nó 38.5 nữa nè, thằng 39 44 chiều dài ha, 10 ly 4 4 xị con ngoã 20 nè, dạ quen rất là sáng, kim cọc được bọc vàng hết. Mã này mình cũng sale mạnh luôn nè, 750, một con Berlin của Đan Mạch ha. Berlin này mặt xanh nè, mặt xanh kính đẹp nha, kính sapphire không chạy đâu, mặt xanh đại dương, xanh blue. Dây thì dây sơn tĩnh điện nha, dây thì cũng có bị cắn mòn thôi nha, một hai điểm rất là nhỏ, không ảnh hưởng ha. Phá nè, chưa có chạy luôn. Berlin của Đan Mạch thì nó in cái dòng vùng biển Berlin nè, vùng biển phía bắc Băng Dương, chỗ đảo Greenland đó, biển Berlin. Kính sapphire nè, sapphire crystal ha, dòng sapphire crystal titanium nguyên khối như nè, titanium đó. Kính sapphire rất là nhẹ, nó đeo đẹp chuẩn, chạy chuẩn lắm. 39 đúng luôn, xe thần tài, dài là 44.1 ha, dày là 7 ly rưỡi nha nè, con này mình bán 750, nó rất là xứng đáng với giá tiền mình mua. Dây của nó nè, lên tay đó, $17.5 mà đeo rất là vừa nè, rất là vừa dặn, rất thoải mái luôn. 17.5 cho về nha, với con này 18 thì nó hơi chặt rồi đó, 17.5 thôi. Thì tay cái mặt này anh em tay 16 là đeo được rồi, càng cũng. Tiếp theo con này mình cũng sale luôn. Mấy cái bản này anh em coi nhiều like cũng biết đó nè. Nếu mà cái này có cái hộp bỏ vô thì người ta bán triệu mấy nè. Tại vì độ mới của mình cũng không thua gì mấy con hộp đâu. Anh em nhìn cái phá biết. Do mà không có hộp nó bán không được con này. Đó. Có cái hộp cho nó hay đó. Con mình thì mới cáo cạnh luôn, nó không có gì để bàn ha. Dòng Skagen ha. Con này thép không gỉ toàn bộ nè, chuẩn hãng, mới tinh chưa dày miếng nè. Nay mình sale mạnh luôn, 820, dạ quang đầy đủ ha. Mấy con này anh em mua mới thì sẽ bỏ ra 7-8 triệu để mua một cái đồng hồ, giờ mua giá hàng cũ nó còn mới tinh gì nè, nè 1/10 cái giá mới thôi. Này có cái hộp thì quăng vô nữa thì như hàng hộp thôi, không khác gì ha, mới chắc 820k nhìn có phá không, chưa có miếng xước nữa. Rất là đẹp, xây to như nè, xây 38 38 thì rất là nhiều người đeo được, 42 nó rất là càng rất là ngắn. Xe này anh em tay 15.5 trở lên anh em đeo được, càng nó rất là ngắn. Tiếp theo mình có con hồ bự nhất mình bán từ trước giờ luôn nha, anh em nào muốn ngầu nhất sớm thì mua con này đeo ha, rất là ngầu. Cái này thì chạy luôn anh em, cái này một múi giờ ha. Mình coi cái mũi giờ này thì mình sẽ coi ngay cái mũi tên nhỏ này nè, nó có mũi tên xanh này nó chỉ ra ha nè, nó như thế này 10 giờ ha, 10 giờ hơn một xíu đó. Thì kim bên này vẫn vậy, mình chỉnh lại được nha, mình rút cái nấm này mình chỉnh mũi giờ thứ hai, ví dụ như mình đang ở bên Mỹ đi đó, giờ này bên Mỹ là mấy giờ thì mình chỉnh thôi, mình 22 giờ thì bên Mỹ giấc này là khoảng 10 giờ sáng ví dụ vậy, hoặc là 9 giờ sáng mình chỉnh thôi đó. Mình không chỉnh mấy giờ thì múi giờ nước nào thì mình chỉnh
chỉnh xong mình nhắn lại thì nó chạy, nó chạy riêng biệt timer 2 là 4 giờ thứ hai ha. Con này nói chung nó can lắm, mặt đẹp ha. Dây da bò, dây này thì dây mình mới thay dây xịn đàng hoàng ha, nó dày nó hợp lý, nó bằng con dây cũ nó luôn. Mình chỉ cần mở ốc ra mình đưa vô mình siết thôi, mình đục hai cái lỗ mình đưa vô mình siết lại thì hoàn thành, rất là đẹp ha. Ok, number one luôn, phá xin còn đủ. Con này nói chung mới lắm, nó chưa có một chết xước nên nhìn ha, toàn bộ ha, con này cũng thiếu hợp ha. Mặt sau lưng này thép không gỉ ha, chống nước 3 ATM, mong đất sấy đàng hoàng đi là sao. Con này giá mới rất là cao nè, dòng hai mấy này nó có lịch không như em, nó hai mấy với có lịch đàng hoàng ha, có kim dây đàng hoàng, bên đây có kim 24 giờ ha. Đó, có chronograph cho anh em mình luôn nha, bấm này thì chronograph nó bắt đầu chạy nè, này rất là nhiều chức năng, 24 giờ có lịch, có chronograph, bấm dừng, bấm nó chạy về chuẩn hết nha. Đó, con này thì mình tay mình to mình đem mới đẹp nè, tay phải 18.5 trở lên, ít nhất là cũng phải tay 18 đó, 18 thì mình đem con này nó mới được. Mình mà đeo con này vô đi đám cưới đám tiệc rồi chắc mình ngầu nhất trong cái đám luôn nè, nó bự lắm, khủng khiếp ha, rất là đã luôn. Xây 51 nha, 51 nói chung cũng chưa bự gì lắm nhưng mà bự nhất luôn, bự nhất trong cái clip này, càng nó tới 60 nè, 61 quá dữ. 13.4, nó con này vừa mới vừa đẹp, nó vậy đó, thép mà nó mạ cái lớp ion, cái lớp kêu bằng cái gì không hiểu nữa mà nó vậy đó nè, nó đẹp đã lắm. Đi ghen mà trên mấy cây súng đó nè, mấy cây súng mà nó có cái bộ phận nó làm màu này nè, nhìn rất đã ha. Test giả quen thử đây. Con này thì giả quen nó được hai cây kim thôi nè, hai kim chính bên đây thôi đó. Vậy thôi nha nè, kính thì chưa chạy miếng nào, rất là đẹp luôn, giá 1.2 rất xứng đáng với nó nè. Tiếp theo mình có mã này, con này mình cũng xem 1.1, con này thì Citizen Way 2 nha, chồng này máy nó 22 chân kính nè, 22 dây queo, mặt thì đẹp ha, kính hay kính giác đó, này mình thấy kính không, kính này có xước nè, có bị nhầm đây miếng đó, lịch chỉnh nhanh ok hết nha nè. Con này thì mình đã phát hiện cách chỉnh lịch của nó rồi, chỉnh rất là đã luôn. Con này mình muốn chỉnh lịch thứ thì mình xây cái lịch thứ lên trời ha nè, nó để đứng nha, để một góc 90 độ ha, bấm vô đó, thứ nhảy ha, đó muốn chỉnh thứ máy cũng được thôi, nó rất là hay ha. Còn muốn chỉnh lịch ngày thì mình lấy làm ngược lại nè, mình quay cái lịch ngày lên trên đó. Anh em để cái kỹ số 4 ha, số 5, 6 nha. Còn mình để ngang gì, mình để ngang gì đi, mình chỉnh thì mình bấm một lần thì nó nhảy một bên một lần hết nè, ví dụ cũng thử ha, đó có khi nó nhảy được gì, có khi nó nhảy bên đây đó, nó nhảy bên lần. Còn muốn chỉnh một bên thì mình để gì thì mình chỉnh thứ ha, quay gương gì thì chỉnh lực ngày, nó rất là hay ha. Ngang con này là 38 nha nè, xây cũng ok rồi đó, 37 chính thì 38, ngay chỗ hai cái điểm bự nhất của nó đó. Dài nó 42, mặt thì đo cái thành này thôi, không đo kính nè, thành này chính lấy 2 thôi, còn đo cái kính xuống cái đáy thì nó dày lắm, 13 ly, dây zin hết, có cắn này miếng thôi, cụ dây này còn mới lắm, nên nhìn cái nước dây thật đó, chưa qua dầm tốt nha, nước dây zin đó, cái dây zin đó mà này ha, đít nè, mới chát luôn, chỗ này nó bị ấy thôi, máy mới đàng hoàng, nói chung con này thì về đeo phải không có làm gì thêm. Anh em kỹ thì đánh kính lại, không kỹ cái để gì đeo cũng còn rất là đẹp. Máy thì mới tinh thôi, 22 chân kính. Nhìn cái máy thì cái nước mới nó nhìn thấy biết liền cái nè. Sáng trưng nó không bị thâm đen, bị gì hết. Nói chung con này còn rất là keng. Chỉ có về là siết là đeo thôi. Dòng này nó có dừng kim như nè,
rút ra chỉnh giờ nó dùng kim dây ha, rất là hay. Nhớ bản nâng cấp. Tiếp theo mình có cái mã này, mã này mã 25 nha em. Con này thì independent, con này cũng sale sập sàn 550. Thì mình cam đoan trên cái YouTube không có shop nào bán con này 550 hết nha. Tự giá là hơn bằng tới hơn cái con của mình. Giá tiền đó, độ mới gì ha. Còn cũ hơn thì mình không nói nha, chạy sửa tùm lum thì giá nó rẻ thì không nói, ép không nghĩ nha. Đó, independent chính hãng của CityJet đó nè. Máy Nhật lắp ở chung ha. Mâm ít sấy chống nước 100m. Dòng này 6 kim 3 cốt 1 bịch. Kim chronograph là cái kim dây nhỏ dưới đây ha nè. Bấm. Thì bắt đầu nó chạy nha, đó. Bấm nó dừng lại ha. Bấm lúc này trả về thì nó cũng hoạt động giống như mấy con ghê nè. Cái kim này quay 60 giây thì cái kim này nhích một cái. Còn cái ô nhỏ này chỉ 24 giờ thôi, không liên quan tới hai cái ô đo này ha. Rồi lúc này nó chạy về. Đó, chuẩn ha. Nói chung con này cũng còn rất là đẹp mới thôi. Xe mặt nó 42 nhưng mà cái càng nó rất là ngắn, anh em nhìn thấy cái càng nó ôm vô thân không? Nó rất là cục. Càng nó 46 thôi, vì tay mình 16 là mình đeo được rồi, không cần tay to. 11 ly tính vậy đi. Dây con này nó cũng không còn dài nữa. Dây con này thì hiện tại nó còn khoảng tay 17 thôi. 17 năm mình đeo được nhưng mà nó hơi cứng nhẹ. Thì mình sẽ cho là 17 thôi. Đó, nên thấy cái càng nó cũng ngúng không? Tay này 16 chứ lên đeo được rồi. Đó, thì 550 con này anh em mua rất là hợp lý. Đó, rất là rẻ luôn, phải nói là rẻ. 550 là mua được con này là rẻ rồi. Rất là đẹp luôn ha. Sáng đẹp. Tiếp theo mình có một con cơ lộ trên lộ dưới nè, nó chạy cũng rất là chỉnh luôn. Nên so với con đồng hồ pin này thì mình đo thời gian từ hồi sớm giờ nó chạy rất là chính xác nè. Chạy gì thôi chứ còn gì nữa nè, cơ giá rẻ mà có 380 thôi. Nhận có dạ quang luôn, xuống chân luôn chứ không phải là dạ quang tối nè, đẹp lắm. Hiệu Winner, có logo đề bàn ha. Dung vỏ này vỏ đẹp, còn đẹp ha, chưa yên gì hết. Mặt sau nó có bị nổ nè. Lộ máy ha. Nói chung con này mình để mình đeo vài năm nữa là bình thường, cái năm máy này bền lắm. Máy này thường lắp trên mấy con Whisker, mấy con này con kia cũng lắp máy này nè. Chạy rất là đã luôn. Cơ khóc tay thôi. Giá thì bình dân 380. Bộ dây vẫn thay dây bò xịn cho anh em mình ha. Dây này mình đặt lô này là dây xịn đàng hoàng nha, chứ không phải là dây simili ha. Chẩn da bò 100% nha. Nếu phát hiện dây giả thì mình đền cấp đâu cho anh em. 40.6 47 13 ly 1 đó, 380. Đấy, con này đeo cũng khá đẹp ha nè. Giá thì mềm thôi. Cơ lộ. Tiếp theo mình có con này, mình cũng bán rẻ luôn cho anh em mua dễ. Con này đúng là nó mắc tiền, nó hàng Chalet Voget nè, đá ceramic trắng nền có xanh. Kính thì không biết có sapphire không mà chưa thấy cày. Dây đẹp lắm. Cái bộ dây đá này nếu mà anh em mà cần anh em mua rất là đắt luôn. Bộ dây không khỏi tính cái đồng hồ, nhiều khi nó còn cao tiền hơn cái đồng hồ này nữa. Đó. Nếu mình cần bộ dây này mình mua, như khi người ta chặt đẹp mình cũng phải mua thôi. Mình đang cần mà. Đó, dây đá trắng rất là đẹp thôi. Trắng tinh luôn, trắng như ngọc trinh luôn. Chalet Voget chống nước 100m thế nào, mong đích sấy ceramic. 1 lịch ha, 3 kim 1 lịch, đồng hồ rất là cơ bản thôi. Xe mặt to, dây thì full dài. Nghe dài lắm. Xe này xe 39 thế nào, xe thần tài. 46.4 11 ly 9 ha. Con này 420 nha, bán rẻ. Phần đá này nó màu ngà ngà ha, còn cái dây nó trắng hơn. Nền có xay. Con này nặng chạch ha. Dạ quang còn rất là sáng ha. Khỏi có nó để gì hơn cũng thấy nó xanh ha. Nấm thì không có nấm ren ha, nấm này nấm thường thôi. Quỳnh lên tay cho anh em coi. Con này lên tay cũng rất là đẹp ha.
Nói chung mình thích màu trắng nên là mua con này. Rất là ok nha. Dây thì full dày, dây này chưa cắt luôn. Tiếp theo con này mình cũng sale mạnh đó nè. 7 xị. Cầm đoan cũng không có cái tiền tạo ra được. Ai bán con này 700 đó nè. Độ mới này ha. Độ mới cái gì? Atesa. Sau này mình sẽ hạn chế mua nhập mấy con này nha. Nhập vô cao mà bán không được, ngộ đời. Dòng này sản xuất tại Nhật nè, nó dòng cao cấp của hàng Citizen ha. Citizen. Phiên bản này được mạ titan nè. Nó có chống từ luôn ha. Nó sản xuất tại Nhật. Bản này dây full dày nè, nó mắc dây anh em nhìn thấy nó đẹp không, long lanh luôn. Từ trong ra ngoài luôn, nó dây nè. Atisa dòng này Ecoride nè, một con bên năng lượng nó chạy như bình thường thôi, không có radio gì hết, rút nấm là chỉnh thôi, rất là dễ xài. Chạy rất là chuẩn, pin khỏe. 36, mấy con này mà anh em mua mới rất là cao nè, đắt lắm. 5 triệu anh em mua chưa nổi đâu. Mặt cắm chai nè, con này mặt cắm chai nha, nó quên nói. Chứ không phải mặt thường nữa, đẹp lắm. Dây còn dài nữa nè. Dây này còn dài mà hơn 18. Size của nó 36 à. 36. Càng dài 41. Tay nhỏ đeo đẹp lắm. 40 ổ size dài 9 ly ha, 7 xị. Bạc kim một lực cơ bản thôi. Nhìn nó rất là sang. Giờ quen thì còn sáng. Đó, anh em cứ tưởng tượng ha, nó mình cũng đeo lại cho anh em coi. Dòng cao cấp, giá thì bình dân 700. Nó mới nha. Tiếp theo lên con này. Con này mã 29 nha anh em, con này Takeo Kuchi. Con này máy Nhật. Dòng này nó lên cái logo nhìn đã lắm, nó dày cộm luôn. Đẹp lắm. Chống nước 100m ha. Con này cái dòng này thiết kế cái gì phát sành vậy nè, water dòng chống nước. Nắp sao đẹp không? Takeo này thấy chất lượng thép nó cực kỳ cao luôn nè, thép nó trắng tinh đẹp. Thép nó không thua gì mấy cái Seiko. Mặt thì mặt cam ha, mặt cam đẹp, 6 kim ba cốt một lịch ha. Bấm lúc này thì chronograph bắt đầu chạy cho nè. Bấm nó dừng ha. Đấm này trả về. Đó, chỉnh hết nè. Tại con này chiều mình bấm mình chưa tắt. Nó đo quá trời nhiều luôn. Cái chỉnh của nó là gì ha. Bấm lúc này nó bắt đầu chạy đó. Nó chạy về mới đúng nè. Hồi chiều mình bấm mình chưa có tắt. Nó đo quá trời nhiều luôn. Nó xả một hơi luôn. Đó. Cái này hay bóng nó dừng rồi, bóng nó trả về. Nó chỉ mới chỉnh lắm. Nãy giờ nhìn tưởng nó bị gì. Ai ngờ. Con này dạ quen rất là sáng luôn. Này đẹp lắm. Sáng đã lắm. Cái càng của nó là cũng hay lắm nè. Nó nè. Là cách đều luôn á. Nên tay này bao đẹp. Nên thích cái mặt nào. Mặt này đẹp, nó sáng mặt. Xây cũng to nè. Xe dễ đeo lắm. Xe 39 ha. Xe 39. Xe đúng 39 luôn. Càng dài 46.4, mặt dày là 12 ly. Phá đẹp, dây đẹp, dây da bò xịn đàng hoàng, đầu 20 ha. Con này 550 là rất là xứng đáng nè, xe 39 đẹp. Mình bán giá thì rất là hữu nghị. Anh em không mua được mấy cái đó nữa, anh em không mua được cái nào đẹp hơn với giá tiền đó là đảm bảo. Cái con sáu kim mình bán giá đó là quá mềm. Sau mấy shop khác anh em coi anh em biết mà. Mấy shop khác bán sáu kim là bán 700-800 con. Cũng vỏ thép. Mình bán mấy con này 500-600 thì không quá mềm. Mới đẹp chứ con cũ gì đâu. Xe to.
6 kiều bán giá cao không? Con này cũng nữ rất là đẹp luôn nè. Con này dạng nó cũng lạ ha, thơm nó mạ vàng trắng đó nè. Kính nó có xước lông mèo nha. Con này cái hiệu của nó là hàng Super Hana gì đó. Nó có lịch ngày ha, lịch thứ. Lịch ngày lịch thứ. Dòng 6 kim 2 cốt. Dòng này không có dạ quang nha. Nó kim cọc nổi thôi, bắt sáng tốt ha. Cái cọc nó giác cạnh hai bên này, nó bắt sáng tốt ha đó. Có chút ánh sáng vô là nên thấy nó lấp lánh này. Dây thép túc đặc nha. Đó. Nữ thì chắc đeo vừa hết thôi, cho nên dài. Sản xuất tại Nhật cái này, nó bọc chèn là BDB nè, Palladium. Mạ vàng trắng, nó mạ thôi, mạ vàng trắng trên đây thôi. Rồi một con đồng hồ sản xuất tại Nhật này có giá là 320 nha. Ngang là 32. Dài là 36. Dày là 9.4. Nữ đeo ha, con này con nữ đeo rất là xinh luôn. Nó là sao vậy chứ lên tay đẹp lắm. Mặt là mặt cam vàng. Tiếp theo một con Casio 6 kim nha. Con Casio 6 kim. 6 kim 3 cốt 1 lịch. Dòng này chạy kim chính là kim rúng ha. Cái kim dài này là cái kim đo tốc độ nè, có chức năng tachymeter, bấm nó chạy ha. Bấm dừng, bấm trả về, rồi vậy đi, chỉnh hết. Một con Casio vỏ thép nè, vỏ thép. Casio anh em để ý kỹ ha, nó thường những cái dòng giá rẻ của nó không bao giờ làm vỏ thép nè, nó làm vỏ xi thôi. Còn cái dòng mà anh em mua vỏ thép của nó thì anh em phải bỏ ra tờ giá là trên 3 cũ mới có ha. Anh em để ý kỹ, anh em mua mới cũng vậy. Vỏ thép lắp ở chung ha. Thì anh em vô điện máy xanh anh em mua đồng hồ Casio bây giờ đã số lắp ở chung hết. Có những cái bản rất là cao cấp nó mới lắp ở Nhật ha. Hoặc là Thái Lan. Size 39 nha nè. Thì cũng to ha. Dài là 45.5. 10.4. Dây da bò đàng hoàng ha. Đó, mặt đen. 500.000 con này, rất là xứng đáng nè. 6 kim mà xe to mà của Casio mà có 5 sĩ nè. Quá rẻ. Tiếp theo con DLW này cũng vậy ha. Con này 600 chắc không có chỗ nào bán cái giá này nữa. Cái xe này nè, xe 41 này. Hàng chuẩn hãng. Vàng còn đẹp ha, chưa chốc bông chốc cái gì hết. Đây lớp liều. Còn này còn cái siêu ni lông trong đây nữa nè. Có số seri number đầy đủ ha. 6 xị con này, xứng đáng đồng tiền. Mềm. Mua mới thì 5-6 triệu. Tiếp theo một con hàng Rolex nè. Con này mới tinh. Nhìn cái dây thì biết là khỏi diễn tả nhiều. Rất là cao luôn. Chung con này độ mới tầm khoảng 97-98 được. Đó. Nó còn cái siêu chưa bóc mà. Bên thì mình thay bên mới rồi nè. Con này cái bảng này có đèn ha nè. Đèn nó nằm ở góc này. Khi mình đeo mình đưa cái tay phải mình giờ mình bóp. Bóp mình coi giờ. Đó. Bóp nó sáng. Dây thì dài mình mong. Bán này em mua đeo chơi thôi, 3 xị. Dây này full chưa cắt mắt. Đó, mình đeo lên tay vậy chứ mình muốn coi đèn á. Mình đưa tay phải mình bóp á, nó sáng liền. Rất là dễ ha. Thiết kế cũng rất là thuận tiện mình sử dụng thôi. Một con mới tinh như vậy, nó mới chép luôn có 3 xị như nè, mà xe này nhỏ ha. Tay nhỏ đeo hoặc là mấy chị nữ tay to vẫn đeo được ha, mẫu này. Thì mình đo ngay cái chỗ phình của nó ra nè. Hai chỗ phình của nó không đo nấm nha. Thì cỡ 37 thôi. Hai cái chỗ nhỏ của nó thì nó cũng rơi vào khoảng là 35.
chứ không nhỏ quá ha. Tay 16 mình đeo rất là hợp lý. Con này 42 12 ly 3 đó, có 3 sĩ thanh em, mới chát luôn nha, con này mới chát luôn, không có gì diễn tả nữa ha, có đèn luôn. Tiếp theo con này bán dưới 400 thì cũng quá rẻ luôn nha em, con Casio Way cấp môn tây băng 5 nha em, đèn đớm còn ok ha, pin bọng luôn đó, pin ở mức medium là mức trung bình của cục pin nha. Cục pin này nó chia làm 3 giai đoạn nè, hit là cao, medium là trung bình, là mức giữa là kêu mức khá, còn cái mức chữ lót mức thấp là chưa có tới nè, con này còn pin khá ha, thì còn đẹp đó, còn đẹp, còn đeo ok, 50 gram nha đó. Nói chung thì còn đẹp, chưa cắn móp chạy xước gì hết, mặt kính cũng đẹp luôn, giá thì bình dân 370, đèn đớm chuông bọng đồ test kỹ hết, xây 41 ha, chuẩn rồi, 46 năm 10 ly. Dây thì dây này tăng giảm thôi, tay này cũng vừa, nó dài dữ lắm, dài luôn. Rồi con này 370 nha, đang chạy chuẩn ha, kim cọc trợ quen đầy đủ cho anh em, sáng chân luôn, 370. Tiếp theo một con Escudo, con này cũng mặt sáng đẹp, hàng của Citizen nha, chuẩn hãng ha, chạy máy năng lượng như nam Solarmeter, dạ quang thì xanh nước biển, xanh lá cây chứ, dây phá hiệp thay dây da bò luôn, mặt sau lưng ha, Escudo ha. Escudo này nó thép không gỉ toàn bộ chống nước 100m nha, mong tích sấy ha. Đó, hàng thì cũng có xước dâm lông mèo, cắn móp thì chưa thấy nha, này con này ngắt không xây được cho nè, mà nằm rất là chuẩn xác, đẹp ha, 5 xị thôi, xây to, kính đẹp nha, kính con này còn khá đẹp ha, chưa thấy chày gì đâu, nhìn nó ngầu á, xây thì xây 41, dày là 46, ủa chiều dài chứ, dày là 11.6, con này 500, đeo lên bao ngọc bao đẹp, giá bình dân thôi, có 500.000. Tiếp theo là con này cũng sale luôn, 400.000, cũng mới chát, ghê Guno á, dòng này của dòng thương hiệu con của Citizen nè, nền vàng ôm, mặt thì kính đẹp ha, ba kim hai lực, dòng Solatex nè, kim cọc giả quang còn sáng trưng nha, nó nhìn gì là biết, đưa vô cái sáng gực đi, dây đờ mi còn vàng nha, nó chưa bay ha, mặc dù cũng có sức nhẹ, sức dâm lông mèo ha, không được kèn lắm nha, sau lưng nè Solatex thép không gỉ toàn bộ ha, máy Nhật lắp ở chung, có cái gì đủ hết, thông tin mong đích sấy đàng hoàng ha, mong đích sấy chống nước 100m. Rồi con này 400.000, đeo lên rất là ok luôn, 4 sĩ anh em mua mấy con này thì rất là ngon rồi, còn gì nữa nè, vỏ thép đờ mi nữa chứ, hàng năng lượng chạy chuẩn luôn, kim kiếm đẹp, con này đeo bền thiên thu rồi. Tại vì anh em đeo kỹ thì anh em cũng được 4-5 năm nữa là bình thường anh em, hết pin mình thay pin mới thôi, cái pin năng lượng là lâu hết lắm, xe mới gần 36 nè, 35.6 rồi, dài thì nó cỡ 41, dày thì 19-17, độ dày chưa tới 10 ly, con này anh em tay 16 lên tay rất là đẹp, chuẩn cái đồng hồ đời mới giờ ra cũng kiểu này thôi, không có kiểu nào khác thôi, không lỗi thời. Anh em vô mà thấy di động anh em mua mấy con Casio mà nó cái form nó xấu quắc luôn, nó bán 650 con á, mấy con nó vỏ xi hết, còn bán đầy hết, nhìn nó hơi gớm luôn, bán 700-800 con, mặc dù nó mới, tại vì nó mới nguyên hộp. Con này thì nó là hàng chùm chùm của cái dòng mà ghề Novo luôn đó nè, dòng cao nhất của nó rồi đó, vỏ thép, kính thì con này giống như kính sapphire nè, rất là trơn, không có miếng chạy luôn đó, rất là đẹp ha, đờ mi chưa có mòn, đờ mi thì cũng như con này còn keng lắm, nói chung con này rất là mới, không nói bản kỷ niệm thành lập cái gì ngày tháng 3 năm 2015 đó nè, dòng này lắp ở Thái Lan nè, nó
hay nhìn Thái Lan ha, chống nước 100m, dây đúc đặc nha, dây dài lắm, con này chạy chuẩn đó. Xe 450 nè, nặng chạch thôi đã lắm, 38 ba cốt chỉnh ha, 44 93 nó chạy máy H4 15 16 gì đó, máy H nó coi máy H4 15 đúng không, H4 15 có được dạng nguyên cái này, dây dài nha, con này dây dài mình tay luôn, nó xây to dây dài gì đeo quá ok, còn gì nữa nè, dây này cứ cắt mắt luôn, full cái đồng hồ. Tiếp theo mình có con này Orobinco 600 gữ, dây da bò này, ổ dây da đà điểu này mình nhập đó. Mình nhập về mình gắp vô con này luôn, bộ dây quá trời xuất sắc luôn, nó lựa ngay cái phần của đà điểu mà có mấy cái dãy này đeo rất là đã luôn đó, dãy thiệt ha, nó đã đẹp không đó. Cái phần dãy này con đà điểu nó có ngay chỗ này mà lấy được cái bộ dây này rất đẹp ha, phá zin. Còn con này chỉ có nhược điểm của nó, con cái nó mẻ chỗ này xíu uổng, nó không mẻ, con này mình bán được thêm mớ nữa nè, vì cái vết mẻ này mình phải giảm xuống sâu luôn. Đối với mình này có bị chút này cũng không hoàn hảo, mà chỗ nó mẻ rất là nhỏ nè, nhìn sơ sơ nên không thấy gì đâu, mình không nấu gì kia nên không biết, chuẩn hãng hết nha. Con này thì thép không gỉ toàn bộ, a tay lít tiêu chống nước 5 ATM như nè, Orobinco logo đẹp lắm, kim cọc rất là sắc nét luôn, có lực dốc 6 giờ nha, đeo lên tay bao sang cho anh em mình, đặc biệt kết hợp với bộ dây đà điểu này nữa, nhìn như cái là rất là đùng đã luôn, đẹp lắm, hôm tăng mà nó bự hơn. Con này tay anh em 16 cho lên là đeo được rồi, 16 năm 16 trở lên nha. Đó, ngang nó tới 36 rồi, tăng mà nó bởi vì là nó to nè, nó chưa tới 50 49, năm 16 năm chứ lên 12 đi, hay đi đúng ha, phá gì còn Orobinco nha, giá bán thì rất là hợp lý, bộ dây này không gần 2 xỉ vậy nè, còn gì nữa, nhầm chỗ nó bán bộ dây này là 250k đó, 650 nha, rất là đẹp. Tiếp theo mình có con tăng cổ, dòng máy cổ máy xanh đó nè, máy xanh, máy xanh trắng đó, máy xanh dày cộm luôn, kiếm này có xước bán 300, nó nhìn đích thì biết rồi, thép không gỉ ha, dây da bò ba sĩ nha, con tăng cổ đánh kính nữa thì đẹp, không đánh thì để gì đeo cũng được đó. Dòng một núi nha, chạy rất là chính xác, xe ngang nó là 25 nè, chuẩn thùng cổ dài 36, 25 x 36 dài 77, ba sĩ nha, Sico một núi nha. Tiếp theo mình có con Candino của Swissmax của thầy sĩ nha, con này chạy máy V8 nè, máy V8 máy xanh nè, dây nè, dây đã lắm, mềm nó dạng như nè, bản này vỏ thép không gỉ nè, middle depot này, này vàng đẹp ha, Swissmax. Dòng Candino này anh em check Google giá mới cực kỳ cao luôn nè, mấy con là hộ pin nó 7-8 triệu con không, máy này máy V8 ha, máy xanh ha, để mình cho anh em coi máy. Cái hình này là máy của con Seiko nãy nè, nó máy xanh này nè, con Seiko tăng mới rồi. Còn cái con thị sĩ này thì cái máy của nó máy này, máy V8 á, nó mất tiêu rồi. Con máy chụp nó mất tiêu rồi trời. Hình như con này là chụp hôm qua lắm ta. Nói chung anh em nào mua thì mình cho con máy lại đi, cái con này mình bây giờ mình hết biết kiếm ở chỗ nào, nhiều hình quá, máy 18 nha, máy chữ máy xanh đó, vậy đi 620 nó là xứng đáng, kính đẹp một lực, xe 28 năm nè, mấy chú lớn lớn đẹp, mấy con này rất là đẹp,
37 64 không dài, dây dài nha. Đó, form nó gì? Dây này còn tầm tay 18 tay vừa ha. 17 năm mình gài vô chắc lỏng. Cardino Sweetman. Tiếp theo con Seiko vàng này, nguyên cây này mình cũng sale luôn, 350 nha nè. Mã 41. Vàng ôm đẹp nữa nè. Vàng nó rất là đậm đà ha, nhìn đã lắm. Mặt đẹp nha, mặt của cái dòng ba con nến này nó làm chấm nó như kiểu nhện nè. Vàng ôm chưa có chóc mòn gì hết. Hàng sản xuất tại Nhật nha, Sabansi ha. Chuẩn hãng. Seiko nè. Con này của nữ nha, mấy chị nữ đeo đẹp lắm. Mấy chị nữ da trắng trắng đeo mấy con này lên rất là sang vậy nè. Rồi mã này có giá là 350 vậy nè. Mới tin ha. Kính chưa chạy. Xe ngang là 30 thôi nè. Xe 30. Càng dài là 35.3, mặt dày là 72. 300. Mới đẹp. Tiếp theo mình có một con tự động Uren nữa, rõ vàng niền trắng đáy trắng Uren vỏ thép như nè, tay lít tiêu vỏ thép màu vàng. Con này đít nó mà chưa mở máy được nè, mà ba máy mới, máy mới mới còn chạy chuẩn được, lịch chỉnh nhanh ok, lắc là chạy thôi, mặt khảm chai ha, lắc nhẹ chạy nha nè. Con này thì hình như nó đang chạy cũng ok đó nè. Để mình xây 24 giờ thì nó nhảy lịch chưa, mình chỉnh lịch nhanh nha. Đó, vì là chạy ok từ hôm qua giờ nè. Đó. Nhảy lịch nè, tới lịch thứ nhảy nè, tới 4 giờ lịch là nhảy hoàn toàn nó nè, nó chỉnh nè. Dòng này nó sẽ có trợ cót nha, dòng của nữ lúc này cũng có trợ cót, dòng 3 ngôi sao nha nè. Lịch của nó thì mình chỉnh cho nắp 1 ha, mình dặn lên là chỉnh lịch thứ nha. Đó. Dặn xuống là chỉnh lịch ngày, nói chung chỉnh hết nha. Con này bao chạy và bao chỉnh. Dây này có mòn nha, dây này thông báo là có mòn. Nếu con này không mòn thì mình bán nó giá nó cao nè. Nó đồng hồ vàng luôn. Nó có mòn chút đỉnh ha. Con mùi sử dụng còn tốt nè. Có mòn báo mòn nha nè. Mặt khẩm chai nha, nó bảy màu luôn. Rất đẹp ha. Lịch còn nhanh, chạy chuẩn. Có trợ cót, có automatic. Xe 25 nha nè. Giá 5 xị thôi. Đồng hồ vàng. 30. Dày 13 ha. 5 xị như này dài lắm. Nữ chắc đeo vừa hết á. Chết dạ quen luôn, con này hình như có dạ quen đó, rất là sáng, nó dạ quen cọc số rồi. Không cái kim, cái kim vàng không có dạ quen nha nè. Tiếp theo mình có con Thụy Sĩ, con này cũng chạy máy thế, máy Thụy nha, cũng chạy máy Thụy Sĩ nha, còn rất là mới luôn, hiệu Robenta, Robenta Hennet nha nè. Con này rất là đẹp, em nhìn đồ mới của sợi dây nè. Cái vàng làm u luôn nè, đó cái vàng làm nổi lên trên luôn hết nè, nó rất là đẹp ha, mới chát luôn, nhìn cái phá biết rồi, từ trái qua phải ha, từ trái xuống dưới, còn mới tinh nha, con này mới này có cái hộp dục vô nữa thì y gan luôn, 350 nè. Hàng Thụy Sĩ thì mình bán thì giá nó không có cao luôn nè, mềm. Xe 24 nè, 24 rất là đẹp nè, anh em nhìn thấy cái đồng hồ nó hoàn thiện rất là sắc sảo ha, 29.4 dài 6.7, nó nhìn cái đồng hồ mình biết nó hàng nó xịn này. Hoàn thiện rất là sắc sảo từ chi tiết ha. Đặc biệt bộ dây đánh xước rất là đẹp, làm đời mi cũng hay. Một con đồng hồ nữ rất là xinh như nè, cặp số là mã ha, mặt trắng. 350 con này nha, rất là mới. Tiếp theo mình có một con lụa của Nhật này, nam nữ, nam xài, con này nam xài nha, vỏ như vỏ đá, tấm tính sau khi xăm đẹp lắm, xeo mạnh luôn, 380 dây nè, dây này
rất là ok luôn đây. Winsen, hiệu Winsen ha, chạy máy Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nè. Con này có ba chữ S ha, dòng ba chữ S Winsen, không dáng đẹp ha, vàng hai mặt luôn, mặt ở trong nó dạng như giấy nè, dân dân vàng mà đánh như dân dân gỗ dân giấy gì, kim cọc đồ nổi ha. Size 29 nha nè, 29 ngang và chiều dài của nó sẽ tầm là khoảng 35 34.4 ha, 5 ly 2 ha. Con này đeo cũng rất là hay, nếu mình thích cái dòng lụa ha. Mỏng nha, 308. Con này hay mềm hơn. Con này thì con sung lót. Con sung lót con này đúng là cái máy nó cũng dữ lắm nè. Máy nó mới bự. Sung lót. Sung lót thường nó xài máy của Citizen với Seiko nè. Con này cũng lót ở Nhật luôn ha. Máy nó máy lớn nè. Sung lót. Vàng ôm ha, chưa có mòn chóc gì. Đó. Cạnh thì nó có bị chạy xước lông mèo. Thì nói chung thì cũng còn đẹp so với giá tiền 2.8 thôi. Chạy chuẩn. Sung lót này xây ngang của nó là xây 29.8, nó xây 30 nè, cũng không có nhỏ đâu. 36 là chiều dài, dày là 7.5 ha. Đó, con này đeo cũng rất là mềm mại cái tay mình. Vỏ vàng, mặt vàng mở gà, kim cọc nổi nha, kính thì sống có kính. Kính có sống nhá. Tiếp theo là một con này thương hiệu của Thụy Sĩ. Aureli nha, Aureli. Làm bướm mà kết thúc clip được rồi. Aureli thương hiệu của Thủy, của Thủy nha. Con này cũng vàng đẹp ha. Do cái dây này nó mạnh quá mình dán không được, mình quấn nó nè chứ không có bị chóc vàng gì nè. Vàng đẹp từ trên xuống dưới nha. Dây nè, thấy dây nó còn đều không? Chưa bị cắn móp gì đâu. Hàng Evoli chuẩn hãng. Con này thì phá nó chưa bị chạy luôn nè. Giá 300. Rất là đẹp ha. Mặt vàng caro. Mặt bạc caro đẹp lắm. Nấm đính đá luôn. Nấm mà góc 2 giờ có một viên sò. Vỏ làm giống như vỏ đá, xe 30 ngang, ba con này cũng là ná nhau thôi, thích con nào thì xào con đó nè, xào hết cũng được, cảm ơn nhiều. 35.2 ha, vậy là 6.4, giá 3 xị nha, Angoli. Con này đeo cũng rất là ôm tay đẹp ha. Tiếp theo mình có một con rất là hay luôn, mặt xanh, nền xanh, Daniel Muller nha. Daniel Muller phiên bản limited, là phiên bản giới hạn nha, phiên bản giới hạn nền có sai. Đó, góc này đến một cái viên gì đây không biết, thép toàn bộ, nấm ren cổ chai ha, một lịch chống nước 100m, phiên bản giới hạn, dây đẹp nha, dây còn rất là dày cái mắt luôn. Đó, đi đẹp, dây dài xin hết nguyên cây. Đó, nhìn đẹp. Daniel Muller, tất cả thép không gỉ, mong đích sấy chống nước 100m, phiên bản limited. DM2018 nha, này sản xuất năm 2018, tới giờ thì cũng 6 năm rồi. Đồng hồ cũ mà 6 năm rồi còn ok đó nè. Là số bàn vé này còn hàng cũ nhiều năm, còn hàng tồn kho nha. Có mấy con cơ là mấy chục năm là bình thường, con này 6 năm là bình thường hết đó. Rồi một con đẹp như vậy 6 xị là hoàn toàn xứng đáng với nó nha nè. Xe to đeo đẹp, xe 40, đầu càng là 47.7 ha, dây là 11 ly.1, dây thì chưa cắt mắt đâu, dây này còn dài dữ lắm. Dây này tay có thể là hơn 20. Đó, lên tay rất là hay nha, nếu mà thích cái màu xanh lá cây này đó, xanh mà nó có dằn sấy chạy tia nè. Dây gì mắt dày cộm luôn, cái bản ngang cũng bự nữa,
Nói chung là đeo đẹp, nặng, đầm tay, cầm lên là biết có giá trị được. Cái này có dạ quan nha nè, limited, dạ quan còn sáng á, bài kim thì nó sáng hơn cọc, sáu xị nha, sáu xị con này. Tiếp theo mình có một con đồng hồ vàng thương hiệu Nissan của Mỹ ha, của Ý, của Mỹ gì đó. Nissan, con này thì mặt đẹp, mặt đen, kim cọc vàng, đồng hồ vàng nha, dây vàng luôn. Anh em nhìn thấy cái dây nó đẹp không? Vàng ươm luôn. Bên đây cũng vàng ươm từ trên xuống dưới ha. Cái dây bạc mặt sau cũng mạ luôn nha, nó có cái đáy thì nó bị cà, nó bị chày một cái đốm không ảnh hưởng mặt sau ha. Vàng hết nguyên cây, 14G là cái gì không biết nha, máy Nhật, 100m nước đó. Nissan mong đích sấy, con này vàng đẹp lắm, nó giá cũng bình dân nữa, có 450 rồi, rớt mất tiêu cái phiếu rồi. 4 xì gửi con này nè, mã này 4 xì gửi, nó lên tay đeo rất là hay luôn, vàng khè luôn, đã lắm. Mặt đen với vàng thì nó phản chiếu cái hiệu ứng cái màu nó đẹp đó. Kim dây màu đỏ ha, làm rất là cách điệu luôn. Xe 37.1 nấm này còn ok hết nha nè, 43, con này nói chung đẹp mới, 89. À, thích cái form này, mua con này rất là hay, vàng còn đẹp, quá đẹp luôn, nước vàng hay còn 10 điểm đó. Xe to đeo đẹp, dây này tăng chỉnh tại nhà được anh em đó, cái tới cái này nó cũng mạ vàng luôn anh em hiểu rồi. Nó vàng full hết cây luôn. Thường mấy cái đồng hồ kia cái dây vàng, cái này là màu trắng á, con này nó mạ luôn cái miếng này luôn. Nó nạy lên, nó chỉ một tên, nó nạy lên mình tăng, mình tăng xuống nè. Tăng xong mình ép lại, rất là dễ làm ha. 450 nha. Cái chi phiếu nó rớt đâu mất tiêu rồi. Rồi mã này, đây chi phiếu nó đây. Mã này 550 nha nè, mã này thì Arum, con này cũng hàng hiệu ha. Chạy máy Nhật, máy to lắm. Vỏ thép nặng chịch luôn, con này mắc dây cũng vậy, nó giống như con màu xanh lá cây nè. Vỏ thép chống nước 100m, con nước sấy luôn. Tất cả các phong gỉ ha. Đầu nóng vàng. Đó. Arum 6 kim 3 cốt ha. Kim dây chính là cái kim rúng nè, kim chrono gap là kim dài. Đó, bấm lúc này chạy ha, nó bắt đầu chạy. Trong thời gian đó thì mình test cái độ dịch thông số của nó luôn. Niền này khía ha, xe ngang 42, dài là 48, dày là 12.3. Con này dây tay nó cũng còn ok nha nè, không ngắn đâu. Con này tay 18 mình có thể đeo được ha, 17 năm còn rộng như đây, 18 đeo vui vui. Nó mặt này, mặt này tay 16 năm trở lên là đeo được rồi, càng cũng cục. Xe 42 550 con này nha, mình bấm lúc này nó dừng cái chrono gap ha, bấm lúc này nó trả về, bấm lúc này dừng nè. Sao nó chạy hoài ta, ủa lộn, cái kim dài mới kim chrono gap, kim dây chính là kim này, bấm nó đâu có dừng được nè. Nhưng mà bấm lúc này nó trả về là chuẩn rồi đó, lộn nha nè, chứ không phải bị lỗi ha. Cái kim chrono gap là kim này, bấm nó dừng nè, đó, bấm lúc này trả về, tưởng nó kim nhỏ. 550 con này nó xứng đáng hay còn mới đẹp, dạ quang sáng, dạ quang xanh lá xanh nước biển luôn, rất là đẹp, mặt to nha, dây dày. Tiếp theo con này bữa nay mình lên cộng dây rồi anh em, bữa trước mình nói tặng dây nhưng mà mình không để dây vô anh em không thấy nó đẹp, nó để cộng dây mới vô anh em thấy nó đẹp cực kỳ không, 550 ha. Còn dây zin nó mình vẫn gửi cho anh em bình thường á, anh em về muốn lắp vô anh em chân cũng được, dây zin dây Seiko đàng hoàng, nó còn zin nguyên cái bộ luôn, mà tại vì dây cũ mình đeo thì nó không đẹp, nên mình tặng bộ dây da bò cho anh em, cũng giá cũng không đổi ha, cũng không có lên giá gì đâu, còn sụt nữa, 500.000 nó năm bữa nay mình sale mạnh luôn, cho đi bớt dây da bò mềm đàng hoàng ha, độ mới thì nhìn gì biết rồi, khỏi diễn tả nhiều nữa nè, nói chung nó đẹp lắm.
500 ngàn anh em mua được con này thì nó quá hời rồi đấy mày. Đồng hồ Seiko vàng ôm như vậy, máy tinh luôn, máy 7N01, máy quyền thoại vậy, rất là bền. Đó, anh tay nè, nó đẹp ha. Anh em văn phòng đồ đừng bỏ qua con này nha. Mỏng thì có mỏng ha, mới có mới, kính lồi cũng có luôn, lồi nhẹ. Dây diêm còn, đó. Mình mua dẫn gửi cho anh em nha. Xây thì tay vừa thôi, không có bự hung, 35 thôi. Thì tay anh em tay 16 là em rất là đẹp con này. 42.6, 7 ly, có 7 ly như nè, 5 xị. Tặng bộ gì, giá còn giảm thêm nữa. Chung bán là phải cho nó đi luôn. Con này cũng sale luôn 4 xị nha. Con này rất là mới luôn, nó nhìn cái dây nó rất đã, oven thôi. Nói chung con này mới chát, không có gì để bạn hết nè. Cái phơm, do cái phơm nó làm xước nên em không thấy được cái độ bóng của nó. Anh em thấy không, nó làm xước đó. Dưới đây cũng làm xước luôn. Bởi vì anh em nhìn cái đồng hồ nó chưa biết nó mới cỡ nào, thật ra là nó mới rất là mới. Nó vậy của nó chưa một vết chày nhỏ luôn này, kỹ ha, nhìn kỹ là đó, khóa nè. Mặt sau còn siêu ha, tắt không bị toàn bộ oren hết nè, oren wax core đàng hoàng ha. Dòng cá kiếm chấm nước 100m, con này cũng khá mỏng ha. Mấy con này anh em mua vô hãng này, mua oren này, thép này, đờ mi này cũng phải là 1.8 nè, nó có hạn hàng sale. Xây cũng xây 36 thôi đó. 41 8 ly 4 dây full chưa cắt mắt, có 4 xị như nè, 3 kim 1 lịch đó. Đeo cũng rất là đẹp, cơ bản cái đồng hồ này. Đó, dây nè, dây chưa cắt mắt thì nó dài mênh mông, 400.000 rất xứng đáng với nó nè. Mã cuối cùng là con này, 1.000.000, dòng này mới ha, Syrian Ecovay. Anh em chụp hình chat Google thử ha, giá mới hình như là 7 củ mé. Mong nè, cái này thì nó hơi mờ nha, chữ nên nó in thôi, cũng còn thấy được ha, khác phong kỹ toàn bộ ha. Bản này lắp ở chung thôi nè, đầy đủ thông số. Cái phơm này mình đeo chén, mình ra thợ mình gỡ cái dây này ra nè, gỡ dây ra đó, cái phơm càng đầu này anh em thay ra cho đeo cực kỳ đẹp luôn. Kính hay chưa chạy xước Ecovay ha, 1 lịch 3 kim, 26.4 như nè, sang ngang 26.6, càng dài là rơi vào khoảng là 36.7, tay nhỏ đeo cực kỳ đẹp luôn, 7.5 phơm này đó, phơm tăng, dây thì dài lắm, dây đốc đặc, dây zin của nó ha, Citizen dây zin in trong đây luôn ha, đó. In trong cái bức cái khóa trong luôn. Còn mình đeo vậy thì nó bền thiên thu rồi, nó dạng nó dây thép mà dây dài lắm. Phơm tăng 1.000.000 đúng ha. Rồi kết thúc clip nha anh em, trong thời gian anh em coi con nào anh em không thích anh em cứ tua qua nha, mình quay cũng hơi lâu chi tiết đó. Anh em xem thấy hay thì anh em cho một lượt đăng ký kênh cho anh em ủng hộ shop ha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video nha. Rồi chào mọi người, hẹn anh em ở clip tiếp theo.